gió xanh con ó Eagle Brand Medicated Oil có tác dụng rất tốt trong hỗ trợ điều trị nhiều tổn thương của cơ thể liên quan đến những tác động của yếu tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự tìm hiểu kỹ về tác dụng, cách sử dụng của loại dầu rất hữu ích này. Một những tác dụng của dầu gió xanh con ó Eagle Brand Medicated Oil: giảm bầm tím, sưng tại những khu vực bị tổn thương cơ, da do va chạm với vật cứng; giảm sưng, viêm, ngứa tại những vết đốt, vết cắn của côn trùng, muỗi, kiến, bọ chó; phòng chống cảm lạnh khi ra ngoài trong mùa đông buổi sáng sớm đêm khuya, nhất là với những người thể trạng yếu; hỗ trợ điều trị các triệu chứng đau đầu, đau bụng, mỏi cơ, đau xương khớp do cảm lạnh, làm việc nặng nhọc, căng thẳng. Hai, cách sử dụng dầu gió xanh con ó Eagle Brand Medicated Oil. Cách mở nắp. Dầu xanh con ó có hai loại nắp đơn và loại nắp kép. Với loại nắp đơn, chỉ cần xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ là mở được. Với loại nắp kép, bạn cần ấn mạnh nắp theo chiều từ trên xuống dưới, khi nghe thấy tiếng cọc phát ra thì đồng thời xoay nắp theo ngược chiều kim đồng hồ. Đối tượng sử dụng. Đối tượng sử dụng của dầu gió xanh con ó tương đối rộng. Trẻ em dưới 6 tuổi không nên sử dụng do da còn non, dễ gây bỏng rát. Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi sử dụng với liều lượng ít, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Từ 12 tuổi trở nên sử dụng bình thường theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, với những người cao huyết áp không nên sử dụng. Những người tiết nhiều mồ hôi khi sử dụng dầu có thể làm tăng lượng mồ hôi tiết ra. Ngoài ra, những người có da mỏng, nhạy cảm cần lưu ý về liều lượng, tần suất sử dụng. Khu vực sử dụng dầu gió xanh con ó Eagle Brand Medicated Oil được sử dụng để bôi, xoa bóp các khu vực bị sưng, đau nhức, bầm tím do va chạm, những nốt sưng viêm do côn trùng đốt. Nếu đau đầu do cảm lạnh, dùng dầu thoa bóp hai bên thái dương, cổ, vai gáy hoặc huyệt nhân trung. Ba, lưu ý khi sử dụng bảo quản dầu gió xanh con ó Eagle Brand Medicated Oil. Chỉ sử dụng ngoài da, không dùng để uống, pha uống. Khi thoa lên da, chú ý lấy dầu từng lượng nhỏ, không lấy nhiều một lúc xoa, vừa lãng phí vừa gây bỏng rát da. Tránh xoa dầu con ó lên mắt, vùng xung quanh mắt và các khu vực da nhạy cảm khác, bẹn, cơ quan sinh dục. Khi lỡ để dầu dính vào mắt và các vùng da nhạy cảm, sử dụng nước sạch, mát lạnh rửa nhẹ nhàng. Không dùng dầu bôi vào các vết thương hở, vết lở loét do nhiễm khuẩn, nhiễm trùng để tránh xa tầm tay trẻ em. Không dùng dầu con ó cho trẻ sơ sinh. Trẻ dưới 12 tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Đóng lại nắp ngay sau khi sử dụng, tránh để dầu bay mùi, giảm hiệu quả. Với những thông tin về dầu gió xanh con ó Eagle Brand Medicated Oil, hy vọng sẽ giúp bạn sử dụng hiệu quả trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.